Cuộc thi bao gồm nhiều hạng mục, chẳng hạn như trong hôm qua, lạc đà cái tranh tài ở hạng mục vắt sữa. Con lạc đà cho nhiều sữa nhất sẽ mang về cho chủ của nó giải thưởng 20.000 rian, tức khoảng 5.500 đô la Mỹ. Thu hút sự quan tâm nhiều nhất chính là hạng mục thi sắc đẹp dành cho lạc đà từ 4 tuổi trở lên, với giải thưởng cao gấp 10 lần. Tiêu chí đánh giá sắc đẹp của lạc đà ở từng nhóm là khác nhau. Với giống Magatia thì chúng tôi xem xét vì độ cân đối của các bộ phận, tai không được sụ xuống mà phải thẳng lên, và cả độ cong của miệng. Cuộc thi có một hội đồng y tế kiểm tra thí sinh nhằm tránh trường hợp gian lận bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Một số người dùng đến filler, botox hoặc silicone để tăng khả năng giành chiến thắng của lạc đà, khiến chúng bị rách mô, đứt dây thần kinh, bị viêm. Cuộc thi nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lạc đà trong khu vực này như người bạn đồng hành trong thời kỳ đầu của nền văn minh dùng dịnh.